Alo, chào nó cho anh em. Bây giờ thì mình đang review lại kiện hàng mình gửi mình nhập từ Trung Quốc về ha. Thì thời gian vừa qua thì mình chuyên lấy hàng từ Taobao anh em nha. Có nhiều anh em cũng mua hàng Taobao nhưng mà phải có kinh nghiệm anh em. Em chọn cái những cái kho hàng ở gần biên giới mình á để cái phí vận chuyển nó thấp nha. Với giá thành sản phẩm nó rẻ nhất để phục vụ anh em chơi nhé, chơi bời nhé. Chứ còn nhiều khi cũng mua cái sản phẩm đó nhưng mà những cái kho hàng giống như là ở ở trong nội địa, ở trong sâu trong nội địa của Trung Quốc á, thì nhiều khi mình mua rẻ nhưng mà cái phí vận chuyển từ cái kho hàng đó chạy đến cái kho hàng gần biên giới thì nó đã cái phí vận chuyển nó đã cao rồi. Trời, có kỹ vậy. Nên là khi mà vận chuyển về Việt Nam á, thì lại tốn thêm lần vận chuyển nữa anh em nha. Anh em nào mà có muốn lấy xỉ cái gì bên mình á, thì thực dạng mình cũng đặt dùm thôi. Hoặc là mình đặt dư nhiều á, mình bỏ cho anh em. Thì cứ kênh của mình thì bán lâu rồi, anh em tin tưởng á, muốn giá rẻ thì phải đặt cọc anh em nha, hoặc chuyển khoản trước. Chứ mà muốn giá rẻ mà cứ COD thì ông mua cái kiện hàng á, người ta lời được có chẳng mấy chục ngàn, 100, 200 ngàn ví dụ vậy, tùy vào kiện lớn nhỏ. Mà ông còn bơm hàng người ta nữa thì thôi chứ. Anh em nào mà mua quen rồi thì nhiều khi cũng không cần cọc, anh em nào mua lạ thì buộc phải cọc hết á. Nha. Anh em mà mua thép mua nhôm bên mình á, 5 cây, 10 cây, 20 cây, nhiều khi mình vẫn để giá sỉ luôn á. Cái này là cái gì? Suýt té. Cái này là cái gì? Khui ra, khui ra. Này là 100 cái kẹp đa năng anh em nha. 100 cái kẹp đa năng. Kẹp đa năng anh em nha. Kẹp đa năng này là kẹp micro cho bộ livestream nhé. Kẹp micro cho bộ livestream V8 á. Anh biết bộ bộ livestream V8 không? Cái lỗ trên này nè. Cái lỗ trên này là nó kẹp được từ 10 cho đến 20. Lỗ trên này anh em nha. Còn cái lỗ dưới này là từ 30 cho đến 36. Anh em nào muốn kẹp 42 thì siết mạnh là được nhé. Quạt nó ra siết mạnh là được. Còn nếu thì đập cho nó quay quạt quạt ra nó cũng kẹp được hết á, không có sao hết trơn á. Còn cái kiểu này. Cái đó là cái gì ạ? Đồng hồ. Đồng hồ hả? Bình thường thì mình về liên tục á nên là mình đặt không có nhiều, vài chục cái mình chuẩn bị 2 3 ngày là nó về kiện nữa, 2 3 ngày về kiện nữa. Đây anh em thấy không, cái này là đồng hồ 300 kg anh em nha, đồng hồ 30 mà ba chương 8 hả, chương 8 hả. Còn bên này, cái này là chương mấy? Đọc ra. Anh em mua hàng bên mình á, một là gọi điện trực tiếp nhé, gọi điện trực tiếp, hai là anh em nhấp vô cái đường link của shop á để mua hàng trên Lazada, Shopee Sendo đỏ nha. Ở trong phần mô tả hoặc là dưới phần bình luận mình sẽ ghim một cái bình luận ở trong phần mô tả cũng để lại đường link nha. Là anh em vô Zalo anh em trao đổi cho nó thuận tiện. Đây là đồng hồ 4. Ủa? 48. Ủa cái này có hàng người nào ta? Không biết. Cái này kia đồng hồ luôn. Hả? Này cũng đồng hồ à? Rồi. Đi. Kiểm tra xem. Cái 408 và 308 này thường nó là anh em mình nói kỹ cho anh em nghe nha. Thì anh em mua cái van chẳng hạn briket
hay là Squell, nói chung là một số cái van mà nó sử dụng chân 8 á, thì họ gửi cho anh em họ ví dụ như cái đo áp thì 400 kg, mà cái điều áp thì 300 kg nha, cái đó là họ mặc định vậy thôi, chứ có nhiều anh em nói mua xong rồi nhầm là không phải nha. Tại vì sao anh em nói bán cho em cái đồng hồ điều áp mà 400 kg á đó, thế thì mình gửi đúng cái 400 kg chân 8 cho anh em về, anh em nói mua đồng hồ điều áp là phải đồng hồ trắng chứ, loại hoặc đồng hồ đen chứ, loại 300 kg mới đúng. Em nhầm, không có gì nhầm hết anh em nha. Ví dụ nè, cái này là hàng nó trả mình á. Chẳng hạn nha, mình nói nè, ví dụ như anh em để điều áp tầm 1.1 không, 1.1, 1.2 là thường không. Tại đêm rồi mình nói, mình không dám nói lớn. Thì anh em nên mua cái đồng hồ điều áp 200 thôi, để mình dễ nhìn á. Anh em mà hay bơm lên đo áp tầm 250 kg thôi, hoặc là chưa đầy 300 kg, thì anh em nên mua cái đồng hồ 300 kg về thay cho cái đo áp nhé. Để chi? Để dễ nhìn thôi, Còn một số trường hợp vậy, một số anh em xài hàng khủng á, hàng nhập á, thì mua đồng hồ bên mình về bơm lên để cả tuần luôn, bơm mà bơm 350 kg, để một tuần liệt kim luôn. Thì anh em cứ tưởng tượng như nào, ví dụ như khi nào mà mình bơm lên cái áp đó, khi mà mình đi rừng á, mình đi rừng cả tuần mình mới về á, hay là đi mấy ngày mình mới về á, mà mình không có đem bơm theo, vậy thì mình mới bơm lên cái áp đó anh em ha, mình bơm lên cái áp đó. Chứ còn mà mình chỉ lanh quanh quanh nhà thôi thì mình không cần bơm lên áp đó làm gì hết đó, anh em hiểu ý mình không? Bơm lên áp đó thì anh em cứ tưởng tượng là giống như bây giờ anh em nhảy lên một cái cân để anh em cân xem bao nhiêu ký, em nhảy lên là khoảng 60 kg đúng không, rồi anh em nhảy xuống rồi người khác lên cân thì cái cân đó nó không có hư, nhưng mà anh em nhảy lên ngồi đó cả tuần để 60 kg lên, hoặc là vác cái bao bao gạo, bao cà phê hay bao gì đó vứt lên cái cân, cân 50-60 kg đó vứt lên để vậy thì tất nhiên cái cân đấy để vài ngày thì nó hư chứ, nó liệt chứ đúng không đấy, thì anh em cứ tưởng tượng nó y vậy thôi. 10 chân 10, này 10 chân 10 hả, 30 chân 10, hay 30 chân 10, ủa 20 mà 2 chân 8 không, ủa vậy là nó về đủ rồi quá. Kiểm tra cái này sao, này là hàng hàng thiếu đợt trước á, thiếu mình 40 cái này. Này nút bơm mỡ anh em nha, nút bơm mỡ sử dụng trong cơ khí á, hạn như là bơm mỡ bơm áp đồ á, mấy cái tay quay giếng anh em thấy không, nó hay lắp cái này vô để nó bơm dầu bơm mỡ vô cái trục bật đạn á nha. Còn anh em mua về thì bơm gì kệ anh em nha. Nói nghe tức cười đúng không? Tất cả đều mới anh em nha. Hàng thì thường mình test rồi mình mới gửi mà. Mà cái này trước khi xuất xưởng anh em cũng biết là trước khi xuất xưởng thì những cái này nó là doanh nghiệp. Doanh nghiệp bên đó nó làm. Doanh nghiệp bên Trung Quốc họ làm ha. Chứ không phải là hàng cho nổi gì hết á. Nên là trước khi xuất xưởng nó cũng có kiểm định chất lượng rồi nhé. Nên là một số cái lỗi là thường là do vận chuyển hết á. Vận chuyển va đập rồi này kia nó lỗi, chứ không phải là hàng lỗi sẵn nha. Thường là 100 cái 1-2 cái lỗi là do vận chuyển hết á. Còn nhiều ông về hả, cái bơm nhựa này nè anh em, mình nói thẳng luôn nha, đây nó có một cái bơm nhựa này, anh em dùng tay không nè, tay không vặn cái đồng hồ này vô cái bơm nhựa này, là cái chân đồng hồ, bỏ cái bơm nhựa này vô trước rồi mấy bạn, mình vặn vừa chặt tay là nó đã giữ áp nha. Có nhiều ông siết sao mà âm cái bơm nhựa này vô luôn, rồi nó bẹp ra, nó bẹp dí ra luôn, rồi nó bít luôn, bơm không lên ký gì hết đó, bơm nó không lên ký gì hết, rồi khiếu nại tùm lum từ lưa nha. Rồi có một số ông nữa là dùng cây kềm á, dùng cái kềm bấm kìm kẹp rồi đó,
để kẹp cái đồng hồ này để vặn nha. Xong rồi cái mặt đồng hồ này nó bung ra và nó dẫn tới là nó xì hơi rò rỉ. Thì anh em cứ nghĩ là cái này nó mỏng lắm, nhưng nó không có dày đâu. Dùng kềm mà kẹp nó thì tất nhiên nó hư thôi. Đó. Thế đó là nói trước để anh em biết. Dùng tay không à, dùng tay không lực tay mình vặn này. Cái bơm nhựa này nó rất là dễ âm vô. Khi mà cái chân đồng hồ nó âm vô cái bơm nhựa này là nó chịu áp hơi cao anh em nha. Nó hơi cao rồi sao? Tại vì cũng 300-400 kg rồi, gọi là hơi cao nha. Cái đó à. 10-18 còn nhiều đúng không? Rồi tạm thời vậy đi, bán được vài ngày hàng mới nó về nữa à. Rồi ok. Anh em mua hàng thì bên mình có rất nhiều hàng nên anh em tốt nhất là anh em đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh để cứ clip 2-3 ngày là ra cái, 2 ngày ra cái, có hàng mới gì anh em cập nhật liền nha mình nha. Rồi chào 500 anh em. Mình nhờ này, anh em đăng ký kênh giùm mình nhé. Và không phải là đăng ký miễn phí đâu. Bên mình là chuyên ná, ná là gồm có ná cánh phượng nè. Rồi ná cao su cầm tay nè, đủ thứ loại hết á. Dây mỏng, dây dày, dây tròn, dây tùm lum. Nhưng mà mình đặc biệt là cứ anh em nào mà đăng ký kênh xong chụp màn hình á, đăng ký kênh mà bằng điện thoại ha, hay Android hay là iPhone ha, thì mình chụp màn hình cho khoảnh khắc lại. Ví dụ như anh em bấm vô nó hiện lên đã đăng ký kênh ha, thì anh em chụp lại gửi qua Zalo cho mình. Zalo mình để trên tiêu đề nhé. Cái lúc đó thì anh em mua bất cứ cái hàng gì bên mình đều được tặng một cái dây ná. Dây ná bất kỳ anh em. Anh em muốn lấy loại xịn, loại dày hay loại đắt tiền như thế nào mình cũng cho anh em chọn mẫu tự do luôn. Đó là để mình khuyến khích anh em đăng ký kênh giùm mình thôi. Để mình đăng clip thì tiếp cận nhiều người và mình bán hàng được tốt hơn. Đó. Chứ còn cái đó là tặng chứ không phải là cái gì hết. Đăng ký kênh thì hoàn toàn miễn phí anh em nha. Rồi ok, chào 500 anh em. Chúc anh em luôn vui và hạnh phúc nha.